Mỡ sống ở trong rừng của team bạn luôn rồi anh em ạ. À, đây từ từ anh em xuống đường dưới trong tiếu này. Ê, team bạn thích va chạm cho mỡ chơi với. À, team bạn thích va chạm, đây Thai Will có mỡ ở đây, một xoáy lốc xoáy sa mạc lấy được mạng của đó là cái vị tướng Ranger và bão cát đến từ chiều cuối hạ gục đi được. Đó là cái vị tướng bên đu nội tại sang phía bên này để áp sát vào cái anh chàng Sicilian và trừng phạt huyết tế có được cái mạng thứ ba. Ôi, team bạn ấy thích va chạm đầu game với cái bản thế này là team bạn dại rồi. Sand rises when I give the word. Wilson xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của Tốp Mỡ để mà cùng đến với một trong những cái vị tướng được chỉnh sửa theo hướng tăng sức mạnh lên khá nhiều ở trong cái bản cập nhật này, mà Mỡ nghĩ rằng có lẽ khá khá anh em cũng đã bỏ quên cái vị tướng này mà thôi. Thật ra cái vị tướng này là Mỡ cũng đã làm video clip gần đây về cái skin màu tím của cái vị tướng này rồi. Tuy nhiên ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với đó chính là Kaelin ở trong cái trang phục lãng khách thần bị á động. Đây là cái vương tử sa mạc anh em ạ, vương tử sa mạc. Đây là cái trang phục ở cấp độ 269 đến từ cái trang phục mặc định của cái vị tướng Kaelin này. Và theo những thông tin anh em nhận được ở đây, đó là cái gì nhỉ? Đó là Kaelin được tăng nhẹ khả năng tổng thể, đồng thời cải thiện trải nghiệm của người chơi khi mà sử dụng cái vị tướng này. Với cái nội tại của Kaelin này, nó được tăng tốc độ hồi nội năng trong lúc thi triển chiêu 1 và chiêu cuối. Anh em hiểu không ạ? Cái chiêu 1 ý, thì lại giảm mạnh thời gian trước khi diễn ra hoạt họa, và sát thương gốc thì nó điều chỉnh yếu đi một chút xíu so với giai đoạn gọi là trước khi mà điều chỉnh sức mạnh của Kaelin. Và thêm vào đó là sẽ tăng sát thương mỗi lần thi triển từ 10% lên 15%. Tức là anh em cứ tưởng tượng cái chiêu 1 này này là những cái cú lướt của con Kaelin. Tức là anh em tưởng tượng cái chiêu 1 con Kaelin đúng không? Anh em thấy không ạ? Đấy, nó xoay 3 lần đúng không? Thì cái hiệu ứng xoay nó không thay đổi, nhưng mà những cái cú lướt để mà đến cái cú xoay tiếp theo ý, thì nó nhanh hơn rất là nhiều. Đấy, theo như Moontoon chia sẻ là như vậy, so với cái con Kaelin mà trước đây mà đã từng làm. Không tin anh em có thể mở hai video clip ý, sau anh em thử đối chiếu cái này xem sao, đúng không ạ? Và thêm vào đó là Moontoon giảm sát thương gốc của chiêu 1 lốc xoáy sa mạc đi, nhưng lại tăng cái sát thương mỗi lần thi triển từ 10% lên thành 15%. Đó, tức là giảm bằng điểm và tăng bằng phần trăm, thì tức là nó sẽ ổn hơn ở giai đoạn giữa và cuối game. Và quan trọng nhất ý, không phải quan trọng đấy, để cái chiêu 1 đấy là cái quan trọng nhất rồi. Và cái chiêu cuối của Kaelin nó sẽ giảm một chút xíu cái lượng sát thương ở giai đoạn đầu game đi, nhưng mà về cơ bản ý là cái sát thương gốc của lần tấn công thứ hai nó cũng sẽ điều chỉnh. Tức là cái con Kaelin này nó tăng chiêu 1, tăng nội tại và giảm sức mạnh đến từ chiêu cuối, để cho cái chất tướng Kaelin này nó trở nên cân bằng hơn. Thì đó là toàn bộ những cái thay đổi đến từ Moontoon của cái vị tướng vương tử sa mạc Kaelin này. Và theo như thông tin đến từ vài bản cập nhật gần đây thì Mỡ có một cái cảm giác rằng là Kaelin bây giờ đã có thể đi rừng được rồi. Và như anh em có thể thấy, ba cái cú lốc xoáy sa mạc đến từ cái chất tướng Kaelin này nó đang trở nên rất là thốn, ăn rùa về cơ bản là khá là nhanh, đúng không ạ? Nếu như anh em không biết ý, ngày xưa cái con Kaelin này nó chỉ có thể đi đường được thôi. Cái lý do ở đây đó chính là cái chiêu lốc xoáy sa mạc của nó chỉ gây một nửa sát thương lên lính, theo như Mỡ nhớ là như vậy thì phải, và nó gây sát thương cực thốn lên người. Đó là cái lý do mà cái con này chỉ có thể gọi là đi đường được. Còn bây giờ thời điểm hiện tại, trải qua vài bản cập nhật, là Mỡ đã có một cái thông tin ở đây, đó chính là cái con Kaelin này gây sát thương lên lính cũng như là quái rừng đã là thốn rồi, cho nên đi rừng là ok là. Nhưng mà uầy, Mỡ quay trở lại một cái diễn biến một chút xíu anh em nha. 10 phút đầu game thứ ba rồi mà team bạn và team Mỡ đánh nhau khá máu lửa. Team bạn thích va chạm ngay từ giai đoạn đầu game, mà thậm chí là do team Mỡ khều trước thôi, do ông Thai Will này, anh em thấy không ạ? Con Thai Will với cả con Fasha lúc nào nó cũng đứng trong rừng của team bạn, nó khều như thế này thì hỏi sao team bạn nó nóng máu, nó lại thích va chạm. Đấy, anh em thấy không? Lại bắt đầu có một cái pha gọi là công kích nhẹ đến từ vị trí của bên. Thậm chí Mỡ ở đây cũng ham vui. Mỡ có hai bùa xanh và bùa đỏ nhà mình nha, Mỡ không phải ham nha. Mỡ sống ở trong rừng của team bạn luôn rồi anh em ạ. Đây từ từ anh em xuống đường dưới trong tiếu này. Ê, team bạn thích va chạm cho Mỡ chơi với. À, team bạn thích va chạm, đây Thai Will có Mỡ ở đây.
có mà ở đây một xoáy lốc xoáy sa mạc lấy được mạng của đó là cái vị tướng Ranger, và bão cát đến từ chiều cuối hạ gục đi được đó là cái vị tướng bên đu nội tại sang phía bên này để áp sát vào cái anh chàng Sicilian và trừng phạt huyết tế có được cái mạng thứ ba. Ôi team bạn ấy thích va chạm đầu game với cái bản thế này là team bạn dại rồi. Ơ sao lại thích va chạm như thế hả? Chỗ này thì về cái bản cá nhân mợ đánh giá rằng cái con Khelip khi mà nó có được cho mình đó là cái level 3 ấy, thì những cái cú xoáy lốc xoáy sa mạc của nó là cực kỳ thốn. Bởi vì anh em nên biết rằng là cái lốc xoáy sa mạc này, cái cú xoáy phía sau nó sẽ đau hơn cái cú xoáy phía trước. Tức là cái cú xoáy lần thứ 3 bao giờ cũng là cái cú xoáy đau nhất, anh em hiểu không ạ? Thì ở trong bản cập nhật này nó lại còn được tăng cái lượng sát thương xoáy ở cái lần xoáy kế tiếp từ 10% lên 15% nữa. Cho nên là những cái cú xoáy con Khelip nếu như mà để nó xoáy đủ ấy, thì về cơ bản sẽ rất là thốn anh em ạ. Mà anh em nào mà nếu không quen chơi con Khelip này thì anh em sẽ bị mắc một cái nhược điểm cố hữu ở đây, đó là khi mà anh em dùng chiêu 1 ý, anh em lại còn nháy đánh thường cơ. Thì khi mà anh em nháy đánh thường như vậy thì anh em rất khó để trúng. Và còn một cái nhược điểm nữa, đó là cái chiêu 1 của con Khelip ý, nó sẽ cần mục tiêu để mà nó xoay được những cái lần xoay tiếp theo, anh em hiểu không ạ? Nếu như mà anh em không có mục tiêu ý, thì anh em sẽ rất khó để mà xoay trúng, cho nên anh em phải đứng thật gần mục tiêu. Đấy anh em thấy không ạ? Đấy anh em thấy không ạ? Chua không? Đau chưa anh em? Anh em biết cái con Khelip này chơi đúng không ạ? Cái chiêu 1 của nó chỉ được kích hoạt lần liên tiếp nếu như mà nó xoay trúng lính, hoặc xoay trúng mục tiêu, hoặc xoay trúng tướng địch. Nếu như mà nó không xoay trúng ai, nó chỉ xoay một lần thôi, xong rồi nó sẽ dừng. Rồi ở đây này, sẽ là cái vị tướng Alucard. Úi dồi ôi, phút thứ 5, 20 mạng hạ gục được chia không đều lắm cho cả hai team. Team mỡ có 12 mạng, và team bạn chỉ có vỏn vẹn là 8 mạng mà thôi. Mỡ sau khi gọi là thăm thú đường giữa, thì xuống đường dưới ở trong cái tình huống này, đu cát. Nhưng chạy bộ là thoát được khỏi rồi, đến từ vị trí của Sicilian. Điều này khiến cho mỡ này phải bỏ qua và sẽ là di chuyển về phần cái con rùa này để mà ăn cái con rùa này thôi. Anh em nhìn mỡ xoay rùa này, 500 dam này, 600 dam này, 700 dam này, anh em thấy không? Sát thương dồn vào đến từ một cái con Khelip này là khá thốn. Và ở đây là thậm chí là ui sẽ làm cái pha lưu sa thủ hộ để mà hồi máu nha. Ui này cá này cá này cá, bởi vì cái lưu sa thủ hộ này nó sẽ bị mất khi mà dính cá. Rồi sau đó quay trở lại này, một xoay, hai xoay, và ở đây sẽ là ăn đi cho mình đó là cái con rùa này, mạng thứ 6 kèm theo đó là cái con rùa. Team bạn dạo này thích va chạm thế nhở? Đầu game cảm giác như team bạn bị áp lực quá anh em ạ. Thế là tụi nó không thèm đi đẩy nhà và đánh nhau luôn. Thật ra trong cái trận đấu này thì chỉ có duy nhất Tử Long là anh ta đang làm trò con bò đang đẩy nhà. Ê, có Mia trên này đúng không? Sẽ là lao vào này. Này thì tổng lư định chọc Mia của mỡ này. Anh em thấy không? Thì cá nhân mỡ cũng phải thừa nhận rằng là những cái cú xoay đến từ bản thân cái con Khelip này nó nhanh thật. Nó nhanh thật. Và nhanh hơn hẳn anh em ạ. Nó nhanh hơn hẳn luôn. Thì bây giờ thì như anh em có thể thấy, cái con Khelip này có thể đi rừng đang là khá dễ. Và bản thân Khelip có thể tham gia giao tranh ngay từ level 2 anh em nha. Bởi vì bản thân cái vị tướng đấu sĩ này mặc dù không có hiệu khống chế khi mà chưa có level 4, nhưng với hai cái bộ kỹ năng đến từ chiêu 1 và chiêu 2 mang đến một cái lượng sát thương AOE phạm vi khổng lồ, và kèm theo đó là khả năng phục hồi cực kỳ bá đạo đến từ cái lưu gia thủ hộ tức là chiêu 2 ấy. Thì cái điều này khiến cho Khelip trở nên rất khó chơi. Và nếu như mà anh em khinh thường cái con đấu sĩ này thì chỉ cần một quạt, hai quạt, ba quạt là cái địch bay màu lên bảng đếm số. Ở đây là có Tử Long, anh ta thấy mỡ lao vào với cái chiêu cuối và mỡ lùi ra. Tử Long lúc đó còn nửa cây máu, chạy mất dép. Ban mình ở đâu? Ở đây là có bên này, ở đường giữa thì không có ai cả. Những cái đường của cả team mỡ chậu này đang đẩy lên khá cao. Và Matilda, bởi vì anh ta đánh quá là láo đi nên là anh ta bị vây giữa phòng vây của 4 thành viên bên phía team bạo, và đầu anh ta đã phải hấp hối lên bảng điểm số rồi. Tranh thủ trong lúc không có ai ở đường giữa, mỡ sẽ đẩy nhẹ cái đợt lính này đi nha, sau đó đu cát sang bên này để mà tránh đi cái kỹ năng kéo về đến từ vị trí của cái anh chàng Tử Long này. Anh chàng Tử Long này về cơ bản là cũng muốn săn mỡ lắm đây. Rồi ở đây là một cái pha ủ sổ ôi ùn đẩy đến từ vị trí của Tywill, tuy nhiên làm cái pha ùn đẩy không chính xác cho lắm. Mỡ sử dụng lốc xoáy sa mạc, tuy nhiên chỉ xoáy trúng một lần vào Tử Long mà thôi, và sau đó anh ta đã chạy thật nhanh vượt ra khỏi cái tầm thi triển đến từ cái combo chiêu một của mỡ rồi. Và trận đấu này team bạn đánh cảm giác gọi là ăn miếng trả miếng nhở. Team bạn rất thích đấy anh em thấy không? Mỡ vừa ở đường trên xuống đường dưới thì đang tiện thể xuống đường dưới thì team bạn ngay lập tức gọi là tham gia giao tranh ngay một cái pha gọi là đánh nhau với hai thành viên đến từ đó là Fasha và Tywill. Tuy nhiên chất tướng chống chịu và dồn đam là hơn hẳn, cho nên team mỡ lại một lần nữa hạ gục đi được đó là cái vị tướng tổng lư Tử Long, và mỡ nhận được thông tin là anh ta đang ra đường giữa cùng với bên thì phải. Tuy nhiên là mỡ cần phải ăn đi cho mình đó là cái con bùa tím này thật nhanh.
lấy bùa, sau đó sẽ là sử dụng cái chiêu cuối bão cát tàn phá ở đây, hạ gục đi được bên mạng thứ 8 là của Mỡ. Và trận đấu này thì về cơ bản là team bạn thích va thì mình lại chạm một tí thôi anh em. Mỡ thích va chạm với nhau lắm, ngay từ giai đoạn đầu game là đã có những cái tình huống va chạm khá là nhiệt tình rồi. Và ở đây sẽ lấy đi cho mình đó là cái con rùa cuối cùng ở trong cái trận đấu này. Ăn rùa là rất nhanh anh em thấy không ạ? Bởi vì cái chiêu 1 của con Kelly này bây giờ hồi chiếu khá là nhanh, nếu anh em đủ thời gian hồi chiêu. Sẽ trang bị ở trong trận đấu này Mỡ lên sẽ là cái bách chiến dìu, cái dìu huyết cuồng, cái băng thạch, giáp tàn bạo, và cùng với đó là cái súng nộ năng. Thật ra cái súng nộ năng nó sẽ là cái trang bị anh em có thể thay đổi được nha. Chúng ta có thể thay đổi cái súng nộ năng bằng cái chiến giáp hoàng hôn, hoặc bằng cái giáp hoàng kim, hoặc là bằng cái giáp bất tử, về cơ bản cũng được. Nhưng mà Mỡ cầm súng, bởi vì ở thời điểm hiện tại Mỡ đang là danh quá rồi, và Mỡ nghĩ rằng hai đồ thủ về cơ bản cũng đã là đủ rồi anh em ạ. Cho nên là thôi, ở trong tình huống này Mỡ sẽ lùi về một chút xíu, bởi vì Mỡ đang thấy có một cái động thái đẩy lẻ hơi khó chịu đến từ vị trí của Tẩm Lư Tử Long. Anh chàng này có một cái lối chơi nó khá là nhiệt tình này, thì đẩy lẻ với chúng tôi một chém nội tại, một xoay, hai xoay, ba xoay, anh em thấy không ạ? Xoay rất nhanh, và kèm theo đó là một cái pha gọi là trừng phạt huyết tế. Nhưng rất may cho Tử Long khi anh ta kịp sử dụng cái Hero Never Fade để anh ta lùi lại. Nhưng dĩ nhiên là trong tiếng vừa xong là Tử Long chuẩn bị cách chạy thôi, chứ làm sao mà solo được với một cái con Kelly 8 mạng đi rừng như thế này, đúng không ạ? Thì đến thời điểm hiện tại thì cá nhân Mỡ nghĩ rằng cái con Kelly này vẫn là một cái chất tướng mà anh em hoàn toàn có thể mang vào solo rank ở tầm rank tầm thần thoại 3 trở xuống khá là ổn. Lên ở trong trận đấu rank cao ấy thì Kelly vẫn có được cho mình một cái bộ kỹ năng chơi ổn. Tuy nhiên là sẽ cần đồng đội có được những cái pha giữ kẻ địch để mà Kelly có thể thoải mái vẫy vùng trong giao tranh, với chiêu 1 gồm 3 lần xoay và cái chiêu cuối lao vào giao tranh, kèm theo đó là làm choáng rất nhiều những mục tiêu. Cho nên Mỡ nghĩ rằng là nếu như mà anh em muốn có được một cái combo trong mới thì con Tywill này, đúng không ạ? Rồi thì con Fasha, như ở trong trận đấu này là combo Tywill Fasha kèm theo Mỡ đấy, làm cái combo trong mơ quá là tuyệt vời rồi. Khi mà Tywill gom vào, sau đó Mỡ lao cát vào, xoay xoay xoay, và Fasha sử dụng ulti thể với anh em cái combo 3 cái vị tướng đấy là có thể nói là combo và gần như là không ai chịu được nổi luôn. Rồi thì ở trong cái trận đấu này thì Mỡ cùng với các người đồng đội của Mỡ thì đang có được cho mình đó là những cái chỉ số khá là xanh chín. Bản thân Mỡ thì đang có được cho mình đó là cái mạng thứ 9 ở trong cái trận đấu này rồi. Đường trên thì đang là solo khô máu đến từ vị trí của Matilda cũng như là Tổng Lư Tử Long. Và cuối cùng thì cả hai vị tướng này cũng đã phải đổi mạng. Đường giữa thì team của Mỡ đang tập trung với hai thành viên. Fasha thì đã lên bàn điểm số, team bạn thì bay màu cũng ba ông, chỉ còn lại vài ông lác đác đó là Ben cũng như là Granger thôi. Uầy, Granger bị Mỡ quay cho cái nhẹ 1200 máu. Có khi hứng 3 lần quay trọn vẹn này thì Granger chắc cũng phải mất hơn 2000 máu đấy anh em ạ. Quá là kinh khủng luôn, tầm 2000 rỡ. Và đây này, ở đây là có Alu, Mỡ lại thích quá, Mỡ lại thích quá. Úi dồi ôi, thích va chạm quá đi anh em. Thích thì nó lại là cân đôi luôn. Và trong lúc mà team bạn đang mải chú tâm đến Mỡ thì con Lord đã thuộc về team Mỡ, và trận đấu này sẽ có khả năng được end khi mà cái con Lord này nó sẽ di chuyển vào trong cái phần nhà chính của team bạn. Thì tổng quan lại mà nói thì cá nhân Mỡ cho rằng là cái việc chỉnh sửa đến từ cái chất tướng Kelly này thì ở thời điểm hiện tại Mỡ đang đánh giá là ổn, với bộ kỹ năng có dồn đam, có khả năng hồi phục, có khả năng câu chiêu, và quan trọng nhất ý là có những cái kỹ năng giao vào giao tranh với cái chiêu cuối. Tuy nhiên ở đây nhược điểm Mỡ muốn chia sẻ với anh em đến từ cái con Kelly này thì đây là một cái vị tướng đòi hỏi sự tính toán kỹ đến từ bộ kỹ năng của Kelly, bởi vì đây là một cái vị tướng đấu sĩ có độ delay chiêu khá cao. Bên cạnh đó ấy, là Kelly là một cái chất tướng đấu sĩ gây sát thương bằng kỹ năng, cho nên là về giai đoạn cuối game nó sẽ hơi yếu và cái lượng sát thương nó sẽ ít đi. Cho nên là nếu như mà anh em muốn chơi Kelly ấy, thì anh em nên cố gắng gọi là kết thúc trận đấu này sớm, như ở thời điểm hiện tại kết thúc là được rồi này. Lord sẽ trừng ình đi vào ở cái đường dưới, có sự gia thủ nhà đến từ bên, đến từ Sicilian và đến từ cái vị tướng Granger. Cá được thả ra, chiêu cuối của Granger cũng được xài luôn. Và team của Mỡ thì đã chưa thể nào đẩy được cái trụ đường dưới rồi. Tuy nhiên là Mỡ đang thấy một cái đơn lính khá lớn ở đường trên với Sicilian. Và ôi dồi ôi, sao tự nhiên ông Thái Huy ông lại cũng đi chân lạnh phá rồi? Hay lại có một cái pha gọi là cầm kiếm tốc biến xong đẩy ra mà đẩy ra chưa ta? Chắc có lẽ là như vậy anh em ạ. Và trận đấu này thì Mỡ đang thấy rằng team bạn là về cơ bản mặc dù họ đôi công khá là căng ở giai đoạn đầu game, tuy nhiên thế trận lại rơi vào tình thế cò quay, và trận đấu này sẽ cần một ít thời gian nữa mới có thể giành được chiến thắng. Nói chung là đấy, thì sức mạnh của con Kelly thì bây giờ anh em hoàn toàn có thể đi rừng được, đi đường trên được. Anh em đi đường trên thì anh em nhớ cầm cảm sát nha, còn anh em đi rừng thì anh em hãy cầm gọi là cái bảng ngọc, cũng như hãy cầm cái set trang bị cũng như là cái điểm tài năng giống như là Mỡ đó. Và nó chỉ
mớ nghĩ là nó chỉ khác nhau duy nhất về cái phép bổ trợ thôi. Thì Kelly chạm sát nó đang là thương hiệu của cái vị tướng Kelly này rồi. Còn với cái phép bổ trợ trừng phạt thì đến thời điểm hiện tại thì mỡ mới thấy có mỗi mình mỡ ở thời điểm hiện nay là sử dụng đi con Kelly này đi rừng thôi. Nhưng mà chưa biết có ai không, mà hy vọng trong thời gian tới sẽ có những pro player ở trong những cái giải đấu quốc tế sử dụng cái vị tướng Kelly này đi rừng, biết đâu lại một cái meta mới nó được cấu thành nên, đúng không anh em? Rồi thì ở trong cái trận đấu này, phút thứ 13, team bạn lại mất đi cho mình đó là Vườm lúc nãy là hai thành viên bên cũng như là Alu. Cái trận đấu này thì mỡ nghĩ là sẽ khá là dài hơi anh em ạ, chứ nó không thể kết thúc được ngay một sớm một chiều đâu. Nhưng mà ơi kìa, sao tự nhiên lại có cái thanh niên tổng lực từ lắm đi đẩy lẻ trụ nó như nào ông Mia rồi. Ôi thôi xong rồi anh em ơi, trận đấu này kiểu có khi nào đang thắng thành thua không ta? Cái đây thì mỡ không rõ lắm. Tuy nhiên là team của mỡ mặc dù là xanh chín hơn team bạn và đẩy được một đường, nhưng thế điếu nào lại không có được cho mình đó là cái trụ rồi anh em ơi. Và quên mất, lại mất đi cho mình đó là cái trụ rồi. Và trận đấu này thì đang là một cái thế bỗng dưng đang xanh lại thành khó, bỗng dưng gọi là muốn khóc anh em ạ, đâu bỗng dưng gọi là muốn thua. Đấy, ví dụ như là có các kiểu các loại hình ở trong toán, không hình bình hành, hình học, hình thang, đây là hình như sắp thua anh em ạ. Rồi đường dưới là mỡ thấy có một cái pha để lẻ đến từ cái vị tướng Tử Long, hình như là team bạn cuối game tụi nó tránh mỡ ra anh em ạ. Thề ừ, team bạn cuối game kiểu tụi nó tránh như tránh tà ấy. Nãy giờ kiểu mỡ muốn tham gia giao tranh và team nó cũng muốn đánh với mỡ đâu, nó toàn đứng đằng xa bọn nó du kích. Và trong trận đấu này thì mỡ lại còn không thấy con Tử Long đâu cơ, nó đâu anh em ạ. Mỡ thì đang cố gọi là đẩy thật nhanh cái đường dưới này để mà gọi là tiếp tục phòng thủ. Và bởi vì team mỡ cũng sai rồi, nhưng thanh niên Tử Long này, thanh niên Tử Long ban đầu là nấp ở chỗ khác đấy, kiểu chờ mỡ đi đường khác anh em, mà hóa ra thằng mỡ nó lì. Thế là cuối cùng anh Tử Long bị lộ phát hiện, thì là anh ấy không đẩy được, anh quay sang đánh nhau với team và anh ta thế là bay máu. Như vậy là team bạn bị lên bảng 4 thành viên, team mỡ có mạng thứ 32 và mỡ cũng đã đẩy được thành công cái đường dưới, kèm theo đó là cái nhà chính cũng đang được team mỡ vào. Trên đây toàn bộ video clip mà mỡ muốn chia sẻ với anh em về vương tử Kelly được tăng sức mạnh. Và nếu anh em thấy cái video clip này thú vị, đừng quên lại cho mỡ một like, một ký kênh nhà. Peace.